ta thì cùng nhau vào bếp để mình cùng nhau thực hiện cái món chè bưởi Nha Đam nha các bạn. Thì cái nguyên liệu của nó là gồm có vỏ của một trái bưởi. Thì khi trái bưởi chúng ta gọt á, chúng ta gọt sao cắt cái đầu thôi, rồi lạng một cái lớp thật là mỏng ở phía ngoài bỏ đi, rồi chúng ta lột lấy cái lớp cùi trắng này ở bên trong giáp với cái cùi của miếng cái ruột của miếng bưởi đó, rồi chúng ta cắt cái vỏ trắng đó ra thành hạt lựu như thế này đó. Thì đây là một trái bưởi, mình cắt ra được bao nhiêu đây? Thì đây là khi là chúng ta mới cắt cái vỏ bưởi ra thành hạt lựu như thế này, thì sau đó là chúng ta phải có một cái công đoạn sơ chế nữa. Bây giờ chúng ta sang cái phần nguyên liệu tiếp theo của món chè bưởi ha, là đậu xanh. Đó. Món chè bưởi thì chúng ta phải có đậu xanh và bột năng. Thì với bao nhiêu đem một trái bưởi như thế này thì chúng ta dùng khoảng nửa lon đậu xanh nha. Rồi, đường trắng và một lá nha đam. Khi cái cùi bưởi trắng mà chúng ta cắt ra thì chúng ta cho vào nước, chúng ta rửa rửa sơ một lớp đi. Đó. Rồi chúng ta cho vào trong này, chúng ta ngâm nước muối, ngâm nước muối thì trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho cái ra hết cái muối. Khi chúng ta cho muối vào thì chúng ta bóp để cho muối nó thấm vào, thì nó đẩy những cái vị đắng ở trong cái cùi bưởi này ra. Chúng ta bóp kỹ một tí thì chúng ta cho vào, chúng ta ngâm cho nước mà ngâm. Đậu xanh chúng ta có thể dùng loại đậu xanh cà. Đó. Đậu xanh cà thì chúng ta chỉ việc ngâm thôi, ngâm cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi chúng ta hấp lên đồ lên, hoặc là chúng ta có thể cho vào lò vi sóng khoảng 10 phút, mà khi cho là vi sóng thì chúng ta cũng vớt nước lên. Bây giờ đây là công đoạn là mình đãi đãi cho sạch cho rồi mình ngâm. Cái đá thì chúng ta phóng thật mạnh lên cho nó trôi những cái bẩn đi. Còn cái gì bụi bẩn thì nó trôi đi. Cho nước vào chúng ta ngâm. Đậu xanh sau khi mình ngâm được 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ thì bây giờ chúng ta cho đây chúng ta khỏi phải đãi thì chúng ta vớt ra. Hồi nãy trước khi ấy là mình đã vo rồi, mình cho ra đây để mình cho vào thổi đồ, hoặc là mình có thể cho vào lò vi sóng. Đó. Cho vào lò vi sóng thì phải để 10 phút nó mới đủ. Có thể rửa qua một lượt nước cũng được. Cái nước đãi đậu ấy, mình phải hứng lại, ngâm đậu hứng lại để mình tưới cây. Đó, mình không không cần chắt khô lắm, để lại một chút nước để cho nó có cái độ nở của đậu. Nó với sóng.
vỏ bưởi này thì lấy sau khi là ta sắt ra, ta rửa sơ rồi đang bóp nước muối, ngâm nước muối khoảng hơn tiếng rồi, đang bóp xả rửa đó. Thì bây giờ lại ngâm thêm nước muối thêm lần hai và chúng ta vắt cho kiệt, vắt cho kiệt nước. Xong là chúng ta lại cho muối vào, chúng ta bóp, chúng ta ngâm, và bây sau này thì chúng ta sẽ cho nào đun giống như là luộc á. Luộc luộc xong là nó sôi lên chút thì chúng ta lại bỏ ra nước lạnh, chúng ta xả, chúng ta xả, chúng ta lại vắt như thế này làm khoảng 3 lần thì cái vỏ bưởi của chúng ta nó sẽ không có bị đắng nữa. Cái vỏ bưởi á, khi chúng ta ngâm muối 2 tiếng rồi, chúng ta vắt đi vắt lại nhiều lần rồi, thì bây giờ chúng ta để nấu nước sôi, à, chúng ta nấu lên, chúng ta rồi vắt lại, nấu nước này cũng là nước muối nha, để vắt lại 2-3 nước nữa thì chúng ta mới vắt xả để cho nó hết cái vị đắng của cái vỏ bưởi đi. Thì chúng ta luộc cho nó sôi lên để chúng ta đổ ra, chúng ta lại bắt đầu xả lại. Đó. Cho nước nguội vào xả. Nóng á, để xả cho nó bớt nóng. Chúng ta bóp kỹ cho nó ra hết cái đắng. Nên bây giờ này mình mở ra là mình thấy này. Đấy, tại vì bóp vào thì nó ra từng miếng rồi. Trời, cái vắt này cũng chưa được kẹp lắm. Chúng ta có cái túi ấy. Nó bóp trong cái túi thì nó sẽ ra tốt hơn, nó sạch nước hơn. Vắt cho nó khô, nó kẹp cái hết nước đi. Đó. Thì cái miếng bưởi nó trong này đây. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta ngào đường và bột năng để cho nó thấm, tại vì cái miếng này vỏ này nó đã khô, nó sơ nó khô rồi, thế thì nó sẽ hút đường là hút bột vào trong, hút đường hút bột vào trong. Đây cái miếng nó khô kẹt như thế này đây, nó mỏng dính. Đậu xanh sau khi hấp làm chín xong thì chúng ta để đây cho nó khô, à, cho nó nguội thì chút nữa chúng ta sẽ làm tiếp. Và cái khi nấu chè này thì chúng ta cái hạt đậu chúng ta chỉ cho vừa chín tới chứ không có làm nhão nha. Đó, để còn nguyên hạt thì khi nước nó ăn là chúng ta nó cái hương vị của nó khác. Đó, nó bùi nó không có bị nhão. Thì nó tan đường nữa. Cho nó tan đường nữa.
Rồi xong bắt đầu cho bột năng vào đây hòa, rồi bắt đầu mới nhúng bưởi vào cho nó thành làm áo mà nó thấm vào trong cái miếng bưởi luôn. Mình sẽ cho thêm đường cho nó ngọt, đường này chưa đủ ngọt đâu. Nhưng mà đây mình cho nó càng ngọt, nó càng thấm vào trong cái ruột bưởi nhiều thì càng tốt. Nói này là ướp đường. Nếu mà người ta mà không không luộc bưởi như nãy á, là cái đường với bưởi bây giờ người ta cho vào người ta xên. Đó. Xên để cho nó thấm. Là cái bưởi nó chín luôn. Đó. Nhưng mà nãy là mình đã luộc trụng bưởi mấy lần nước muối rồi. Bây giờ mình chỉ cần ướp này thôi cho nó thấm thôi. Đó. Nó thấm nó hút hết vào trong. Nha. Đó. Nha. Nó thấm hết cái đường và ngọt vào trong cái miếng bưởi. Đây là khi mình ăn á thì cái bưởi nó mới ngọt. Bột năng thì mình phải cho ít một. À. Bao nhiêu một? Làm mà ít một này thì cái bột nó không có bị vón cục ra ngoài, nó sẽ đến đâu nó tan đâu nó thấm vào miếng bưởi trên đấy. Nó nha đam, sau khi cắt từ cây ra thì chúng ta chút xuống như này cho nó nhựa nó ra, rồi chúng ta ngâm trong nước một chút cho nó ra hết nhựa, rồi chúng ta gọt cái phần vỏ bên ngoài đi. Đấy, chúng ta có thể là gọt hết cái phần vỏ đi rồi chúng ta cắt cũng được, hoặc là chúng ta gọt một phần nửa trên thôi, ở dưới này chúng ta trở lại chúng ta rửa sơ ra đi cho nó đỡ bị cái nhựa nó ra. Chúng ta cắt như này nó ra hình hạt lựu luôn này. Cái này chúng ta gọt lớp ha, thấy không? Đây là trong rộng nó từng miếng rồi bài nữa. Chúng ta gọt rửa sạch rồi chúng ta gọt, chúng ta cắt rồi thì chúng ta cho đường và chúng ta ướp luôn. Đó. Ướp đường rồi chúng ta trộn đều lên, trộn sơ sơ thôi, trộn sơ sơ cho nó thấm này thôi. Rồi để vào trong tủ lạnh, tủ lạnh cho nó lạnh. Đó. Sau khi mình ướp đường với bột làm áo cho cái vỏ bưởi của mình á, thì mình cho vào nồi nước sôi mình luộc
để cho nó trong lại như thế này. Đó, rồi khi vớt từ nồi nước sôi ra đây thì cho vào cái thau nước đá để cho nó nước lạnh nha, nước đá lạnh để cho nó giòn cái miếng vỏ bưởi của mình. Đó. Bây giờ mình để cho nó róc nước rồi đổ ra đây để chút nữa mình sử dụng. Đó. Đấy, sau khi mình trụng cái vỏ bưởi xong rồi thì mình quay ra mình đi nấu nước đường. Đó. Nước đường thì bây giờ là mình canh cái nồi chè của mình cho nó vừa cái lượng đường của mình. Rồi, mình sẽ quậy bột năng. Nấu nước đường sôi thì chúng ta cho đậu xanh vào. Rồi sôi lên đó thì chúng ta bắt đầu cho vỏ bưởi vào. Nát sôi đây nè. Chúng ta bỏ vỏ bưởi vào. Hình thành một cái nồi nước rồi chè rồi đấy. Cái này cũng được rồi, nhưng mà mình thấy như này cũng được rồi, hay làm lại. Cái này nước này thấy nó cái bột nó còn hơi loãng thì chúng ta có thể cho thêm chút bột năng vào, chúng ta quậy. Nấu thì chúng ta nhớ cho chút muối vào nha, cho nó đậm đà. Để nó sôi lên này chúng ta cho thêm bột năng vào cho nó vừa sánh, nó tùy chúng ta thích ăn sánh dẻo hay là sánh vừa vừa. Bột năng là chúng ta nhớ chúng ta phải làm tan trong nước nha, rồi chúng ta hãy cho vào chứ không là cho vào là nó vẫn cục. Đó. Khi cho vào là chúng ta phải đảo đều. Đó. Chúng ta cho từ từ cho cái độ sánh vừa thì thôi, chứ đừng có cho đặc quá, đừng để loãng quá thì ăn nó không ngon. Khi để cho cái nồi chè nó lậy mùi thì chúng ta nên cho vani. Tắt đấy rồi nha. Đây là bột vani. Thì nó có cái hương thơm. Chúng ta bắt đầu là làm cái về nước cốt dừa. Thì đây là cái dừa, cái xác dừa, cái dừa nạo chúng ta vắt ra. À, lấy cái nước cốt này chúng ta cho vào, chúng ta xên nhiều á, thơm quá. Dừa tươi vừa mới nạo xong rất là tươi, thơm dậy lên. Chúng ta cho thêm chút đường.
Chú cho vừa phải thôi chứ cái nước dừa, nước cốt dừa nó đã ngon rồi. Một chút nó để nó sánh thì chúng ta lại cũng cho thêm một chút bột năng. Rồi, xong rồi các bạn ơi, mời chúng ta đến cùng thưởng thức chè bưởi nào. Khi cái chè bưởi nấu xong rồi thì nó cái độ sánh của nó là vừa. Đó, các cái vỏ bưởi thì nó trắng trong. Đó, hạt đậu vàng, đó, giống như là hoa vậy đó. Và nhà ai có nha đam hoặc là muốn sử dụng thêm nha đam thì chúng ta cho thêm nha đam vào. Đây. À, đây là cái nước cốt dừa thì chúng ta đã xem xong rồi thì đây. Thì bây giờ chúng ta thấy nha đam khi làm xong thì chúng ta để trong tủ lạnh. Đó. À, bây giờ ăn thì chúng ta sẽ để lên trên. Đó. Ai ăn nha đam thì thôi nước cốt dừa nha. Đó, đây là miếng nha đam. Đó. Nè, đó, trong veo. Rồi, còn ai sử dụng nước cốt dừa thì mình phục vụ nước cốt dừa. Đây, chén này là chén nước cốt dừa. Hoặc là tùy theo cái ý thích của gia đình nhà mình muốn sử dụng vừa cốt dừa vừa nha đam thì tự nhiên nha. Chè bưởi nha đam, chè bưởi nước cốt dừa.